him no more. Cột xuyên vào làm gì? Hôm nay nó con nhà ai? Con cháu nhà ông Độ. Con này đi cháu á. Cháu con được cháu con lương được tiền dùng một bôi. Có nghe không? Cái nắm lá để vứt bè rồi xuống dưới trước lá đã ngay đống. Hãy subscribe cho kênh Melon để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bán rẻ, nhanh rồi về. Con lấy gì người bảo ra cái trứng là mất. Con lấy đâu?
Chỗ lên nó hết nó đều đâu có chôn gì. Cái tắt kia kia. Tắt một phát má này. Tắt một phát chỗ này. Rồi tắt đi. Đớp thôi. Cốp này cắt mấy quả, ba quả, bốn quả liền này. Thế ạ. Được chưa? Đấy, cái quả
Quán nào cũng muốn cắt. Đâu bà, quán nào cắt được? Đây quán này. Quán này á bà? Đây quán này, quán này. Đâu quán kia? Quán này chắc là chưa ấy. Quả kia đẹp hơn cả. Đây, cái lũ này con để đẩy được. Đúng rồi. Cái lũ này này. Đúng rồi, cả cuống rồi. Đây bà, quả này hả? Quả nào cũng vàng hết rồi. Bà, quả này được không bà? Không được, quả này cũng được. Thế vẫn chưa con khoang đi. Hai quả này chín rồi này. Chín quá rồi. Chín quá rồi. Túi này, túi này. Túi này đảm bảo được. Đúng chưa? Đấy. Ngoan thế. Nó nứt rồi cho nên là nó già quá rồi cho nên là phải cho vào túi để đặt. Đấy, thì là nó chuẩn bị già. Đây đúng không? Còn đấy. Đây. Còn này mới về này. Còn này cho về này cắt. Cắt được con bé này. Vâng. Cho lên đấy ạ. Vâng. Khởi quá cần gì nữa mà. Bán này lên 70 chưa? Lên chưa?
bà. Okay.
phân được bao giờ ạ? Cái mấy hàng cây để cái cối xay để cái vải để cấp ca kinh vỡ tràng nó vải. Thank you.
tôi đang lòng anh gọi là nước ta chưa đi năm nào năm có thì chưa rồi. Giá người đi chợ ghét người ta không đi. Thank you.
này thơm quá. Thế là chị sờ vào cái là bán. Đánh bóng chuyền nào mầm cái bảy sao đây cháu thua bà cháu biết đánh bóng hai mẹ con nhắm ba ngày bảy sao đấy em ra 15.000 một cây đâu.
chưa? Ừ, con được. Lưng cho bà ăn cơm đi. Vâng, ông ăn đi. Anh em làm cơm đi. Ông. Mèo ông ăn. Mèo tiếu cho cá. Bây giờ con cá cơm mèo. Cứ đem con cá nào. Để bà ăn một cơm. Thank you.
thế thì 30. Mấy cái đi thật bé quá. Em muốn lớn và lớn cân giá đấy. Thật bé quá. Thật đầy. Chưa chín kỹ thôi. Em cầm một uống đi. Bà bán cái bánh cửa à? Bánh cửa đây. Đó, bà cứ để sẵn chỗ thế. Để bà bán. Mình nào 10.000 thế sao em ăn lấy hết tiền mẹ của mình rồi. Thank you.
cái này nó bằng thép.
con mềm không? Thì thế thì không mang ra được chấm. Không, ở đây băm chấm ở thầy. Ăn nước này. Không có đây đây. Vâng. Nó từ đâu mà nó bơm ao rồi. Chờ tết mà bán hết thì ai nuôi tết rồi. Nuôi đẻ không? Nào trứng mấy quả trứng đẻ này. Không tết rồi. Thế là hôm nay nó đem về. Nó vào và có hai cái bình đấy. Nó lại cho tao mượn. Bỏ đây. Đấy có hai cái bình ấy nó mới đủ. Ông bà nó già thế. Ông ăn đi không? Ông già nó đuối nó già. Gà? Ừ. Thế là đây tao phải quét đi. Ừ, tao ra ăn cơm. Mang ra quán á. Hạnh. Mang ra ngoài chỗ bán kia. Không về nhà ăn cơm. Ai bán thì ai trông không mà về ăn. Anh cháu không? Cứ là cơm gì. Sao còn gì anh? Chưa. À. Hay bỏ cái yên ở bên đấy mà cái đĩa này đi nữa thì xào à thịt sôi thì hấp rồi bên đấy cái đĩa này tao lấy thì về cho cụ còn.
đậu mình lấy, còn không lấy cái nhà thì nói lại là 5.000 đồng. Gì ấy. 2 cân 3 vậy. Con cá nó
về sau nhá. Thank you.
Thank you.
cái cắm mấy cái cò lên tay cò đi. Đấy được, cô đồng yến cho làm sao vậy? Ngồi đây giờ chưa? Yeah, I got him going.
Cái gì? Và cô về để cho cô đi. Hết rồi. Đây. Thế Nguyên.
Thank you.
Thank you.
cho mình làm. Chả ngon. Bán làm được. Ở đây nó có bạn nó ở đây, thế cho nên là nó mới nói chuyện và mới biết. Thank you.
Thank you.
Lan ơi. Từ khúc này bán này may hay đấy. Vâng.
đi chợ sàn thì bán dễ lắm. Cô à? Cái này không không là tốt rồi chị ạ, lứt thì tránh làm sao được. Trước cho thì nó đứng về ăn trước. Trước đây là
xuống được. Chứ biết một trận. Nên mấy xe ở ba dao một kia mà chứ tao nói cho mày đấy. Cứ nào đúng. Cứ mấy xe ở ba dao kia chứ. Tao đúng là chứ. Cứ nào đấy là sao. Mày có cái màn nó mắc ở đấy. Mình chắc mình thích có hai lần đá ở đấy. Nó bảo chú Phương mà mang cho tao bảo chú ở đây xin tao bảo chú ở đây nhé, xin tao bảo chú ở đây. Cơm rồi bà. Cơm rồi. Cơm rồi. Cơm rồi. Và chúng nó xem cái gì cái chuyện chồng ông mở thế nó bảo ông mở đài tao bảo quá thì là nó lấy vào ném đằng sau chỗ nào mà tao thấy thế thì chồng bão không ăn được. Thế là sáng nay tao mới thấy hai con đá bằng cùng này đá chứ không phải là gạch nhé, không phải là đất nhé. Thế là ở trong cái màn nó bà, dưới này này bà phải đem đi xem vân tay ngay thế thì là cái mẹ ăn đúng gì con đâu mẹ anh ăn đồng điên. Đồng điên là 64 64 đấy. Ông ăn đi ông. Mẹ chấm nhờ ăn. Có gì đâu phải chấm ông. Mẹ thằng đồ xào mà thích chấm ở nhà trông cháu cho nên mẹ nó đi về thì tôi về. Bà trông á? Trông hai đứa trẻ con nó uống. Mẹ đi đâu? Cái gì vậy? Này ngon này ông ạ? Mang này ngon này. Cái thằng nấu chua. Hả? Cái nấu chua xào. À, ngon rồi. Ăn lời chua đi. Mẹ em nóng lắm mà. Ăn lời. Nó này nấu cơm, cộng đống cơm, chẳng ai ăn.